Dạ, đây là một cái cách thức để mình câu cá kiều, câu kiều ha, câu kiều. Thì cái này câu thường thường câu cá catfish hay là câu cá cá nó gọi là cá đuối hay cá ó. Thì đây mình mua, nó mua một bộ như vậy, bây giờ thì không thấy họ bán nữa. Không biết là may quá mình mua cái đợt đó, chứ bây giờ mình không thấy họ bán nữa. Thì nó mua một bộ như vậy là bạn, xong bắt đầu cái nó có sợi dây sẵn rồi. Dây sẵn ngay đây nè, xong mình buộc vào trong cái nó có lưỡi câu nó ngay chỗ này nè, đeo nguyên bộ. Nó bán cũng 29 đồng, bây giờ chắc lên giá rồi. Mình không thấy nó bán nữa. Thì mình đã làm sẵn ở đây. Thì đây là cái phao đây. Thì trong đó nó có phao nguyên bộ cho mình, rồi mình móc nó vô, ok. Thì đây nó là cái lưỡi lưỡi câu dưới này. Mình làm một cái như vậy, tạo như vậy đó. Đó là như vậy ha. Okay. Thì đây là một bộ nữa, mình làm ba bộ, ha, ba bộ như vậy. Ok, thì đây là một cái sự giới thiệu thôi. Mình chưa có thả, bây giờ mình sẽ chuẩn bị tàu đi thả ha. Ok, thì giờ mình chuẩn bị cái này, chuẩn bị cái này rồi. Và đồng thời mình sẽ mang theo một số đồ như mình mua đây ha. Cái này nè, mình phải có ha, ok. Có cái gì nữa không? Cái này ha, ok. Rồi cái có cái kèn ha. Cái kèn này thì cái kèn cũng hơi nhỏ, mình mua tạm thôi, tạm ha, ok. Rồi cái fire extinguisher, ok. Cái fire extinguisher này thì nó cho trên tàu và ở dưới, trên bờ luôn, ở trên bờ luôn. Thì đây họ chỉ cho mình đây, tàu là trên bờ ha. Thì cái này nó đây là ô tô, cái này là cái này là tiếng tiếng Spanish là boat, PWC, ok. Thì qua bên này nó thì mình thấy ở đây, đây chỗ này, đây nó đề tiếng Anh đây, thì ô tô, boat và PWC, ok. Nó đề là US Coast Guard Distinguished Requirement, ok. Rồi mình sẽ đi đi đến như đây, mình sẽ chuẩn bị cái phao như thế này, cái phao như thế vậy ha. Đây cái phao này để ném, sẽ cua thêm một cái máy như vậy nữa ha. Cái máy như vậy là cái máy chạy chuyền á, cái máy chạy chuyền bằng điện đó. Rồi cái phao đeo trên người, cái phao đeo trên người ha. Rồi cái máy chạy chuyền như vậy này. Rồi mình sẽ mang theo hai cái neo của mũi và cái neo tạo, okay. Mình mang theo cá để mình bẫy ghẹ, ok. Đây là cái máy này thì mình buộc nó vào đây, thì cái này nó gọi là cái chuyền á, chuyền mà cho cái thì cái này nó gọi là V-E-D-E-R. Để mình xem coi không có đứt đoạn, không có gián đoạn. Dạ đây, thì ở cắm điện 2.2, okay. 110. Điện 110. Và đây cái này, ok. Rồi chuẩn bị pin rồi, bây giờ mình sẽ đi nhá.